chào các bạn, chào mừng đến với đồ chơi di động.com. Hiện nay đang trên tay mình đó là chiếc hộp đựng chiếc sạc không dây Bezos, một sản phẩm sạc không dây mới nhất của Bezos. Đây là thế hệ sạc nhanh không dây, nó hỗ trợ tốc độ sạc cao hơn với những thế hệ trước và có nhiều điểm thú vị mà chúng ta cùng điểm qua về sản phẩm này. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở hộp ra để xem bên trong nó có những cái gì. Hộp hơi là khó mở một chút xíu, làm khá là chặt. Bây giờ rớt ra cái cọng dây cáp Type-C tặng kèm cho các bạn. Cọng dây cáp nhìn rất là chất, rất là đẹp. Giờ tiếp theo lấy cục sạc ra. Và chúng ta mình đang là cái sạc, cái xin lỗi, không phải là cái sạc mà đó là cái sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Tất nhiên là không có tiếng Việt rồi. Đây chính là thẻ bảo hành bằng tiếng Trung và tiếng Anh luôn. Đây là sạc không dây Bezos, rất là đẹp. Phía sau nó có một cái đế đi kèm bằng kim loại hít vào được, rất là gọn. Có lưới tản nhiệt kia rất là đẹp các bạn ơi. Đây, chúng ta đặt xuống bàn. Đây, tất cả những cái món nằm trong cục sạc, tất nhiên là không có cái đồng hồ nha các bạn. Cái điểm nổi bật đầu tiên của dòng sạc không nhanh dây Bezos này là nó có hai điểm mấu sạc tiếp xúc ở mặt trước. Do đó thì chúng ta có thể đặt máy đứng hoặc đặt máy ngang, nó đều có thể dễ dàng sạc cho máy mà chúng ta không cần phải đặt ngay trọng tâm. Và phía mặt sau các bạn thấy là nó có khe lưới tản nhiệt lớn giúp cho quá trình sạc không có diễn ra nóng như mà những cái loại sạc khác. Và cái đế đặt đứng như thế này thì rất là tiện khi mà chúng ta có thể đặt đứng đối với những máy có màn hình display on như là trên S8 chẳng hạn, thì nó trở thành một cái kệ điện thoại rất là đẹp. Đây là cận cảnh cái phần chất liệu nhựa nhám ở phía mặt trước. Ở phía trên đỉnh thì chúng ta thấy có cái vị trí đèn cũng như là logo của Bezos. Còn đây là cận cảnh phía mặt sau, một số thông tin. Và cái sạc này thì muốn sạc nhanh á, nó hiện sạc nhanh trên máy á, thì chúng ta cần phải cắm vào cái nguồn nhanh. Nhưng mà cục sạc đi kèm trong điện thoại Samsung, cái hàng cái cục sạc nhanh đó, thì chúng ta chỉ đơn giản đặt cái máy điện thoại lên trên đây là nó sẽ sạc liền. Và chúng ta thấy là nó báo là sạc không dây nhanh, sạc nhanh không dây. Đấy, rất là đơn giản. Chúng ta đặt đứng như thế hoặc là đặt nằm như thế này, rất là tiện. Ngoài ra thì chúng ta có một cái kiểu đặt thứ ba là kiểu đặt truyền thống, nằm ngửa luôn, rất là dễ sử dụng các bạn. Và nó rất là gọn, nhẹ nữa, nó không có chiếm vị trí như cái sạc Samsung nhanh thế hệ mới, tròn rất là to. Và chúng ta nuôi nguồn nó bằng một cái cổng Type-C bên hông, bên phía trái, phía đấy các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của đồ chơi di động.com. Hy vọng qua cái clip này các bạn sẽ tìm thấy cho mình một chiếc sạc không dây ưng ý với giá thành rẻ và kiểu dáng cũng khá là mới mẻ, cũng như là có thể trang trí đẹp trên cái bàn làm việc. Cảm ơn các bạn.